Tâm Anh, không được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe chưa? Dạ. Chị đã nói rồi mà. Tâm Anh, không có được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe không? Dạ, em biết rồi. Có người lạ trong nhà là như vậy á. Mày uống hết hộp sữa của tao chứ gì? Hả? 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 Gì? Mày uống hết hộp sữa của tao đúng không? Đúng không? Khỏi trả lời. Nhìn mắt mày láo liên là tao biết là mày uống hết rồi. Mình chỉ uống có chút xíu thôi à. Như đây hả? Đây hả? Không. Mình uống bằng này nè. Bằng này nè. Nhưng mà lúc mình uống trong hộp không còn nhiều. Mày á không được đụng tới đồ ăn trong cái nhà này. Mày á mà còn đụng là mất tóc mày á bây giờ, mày tin không? Mình hiểu rồi. Đúng là mệt mỏi của con nhỏ này quá. Nó làm tôi già đi mấy tuổi luôn. Cười cười gì mà cười? Mày có tin tao ngắt nó mở mày không? Mình đâu có cười đâu. Thì tại... Tại gì mà tại? Rõ ràng là mày cười thẳng vô trong mặt tao luôn á. Nè nè, mày cười gì nè. Con chó nữa hả? Nè con nhỏ kia, ai cho con bỏ tay xuống nhà hả? Nông Ninh đâu có bỏ đâu. Con có tin là con phạt không đàng hoàng là mẹ bắt con quỳ gối tới tối luôn không? Hả? Học hành cái gì đâu mà chỉ có 1-2 điểm á. Chán thiệt á. Còn con học được mấy điểm? Con sai một chỗ nên chỉ được có 9 điểm thôi à. Trời ơi, sao mà giỏi như vậy? Nè, ráng cố gắng lên nha con. Dạ. Chỉ có một chút xíu nữa thôi là được 10 điểm rồi đó. Mai mốt mà 10 điểm á, báo cho cô biết. Cô mua quà cô thử cho. Ủa, tại sao mày lại thử quà cho nó? Im ngay, giơ tay lên. À, cô ơi, con mời cô ra dùng cơm ạ. Cô biết rồi, đi xuống ăn cơm con. Hơn tôi có 8 điểm mà cũng bày đặt lên mặt. Còn nhiều chỗ chưa tô quá à. Mà mình chỉ có một màu à. Giờ sao ta? Hay mình ghẹo nó tức để nó chạy mình tiếp. Lam Chi ơi, sao tôi mệt với con nhỏ này ghê luôn á. Nghe cái giọng điệu điệu là biết nó đang nhờ vả cái mình chứ gì rồi. Đi ra không? Lam Chi ơi á, hồi nãy á mình coi chương trình hình á, mình thấy có một bạn á có con búp bê giống cô bạn lắm luôn á. Bạn cho mình một con búp bê đó chơi thử một lần được không nha? Sao tôi nói mày lì quá vậy? Đi ra. Đi mà một chút xíu thôi. Một chút xíu. Đi ra. Sao tôi bực mình con nhỏ này ghê luôn á. Nghe giọng điệu điệu lấy nó bụng mày.
đang làm gì ta? Giờ tôi hỏi lại lần nữa là không cho tôi ăn thịt sườn đúng không? Không phải đâu, tại cô nói là không có cho em ăn sườn. Có nhiều à, em ăn đỡ đi nha. Nếu vậy tôi sẽ nhịn đói. Hơi đói bụng quá, phải chiên một cái trứng ăn mới được. Đầu tiên lấy cái này ra. Lấy cái này. Mình phải nhờ bạn Bảo Ngọc giúp mới được. Tâm Anh. Hả? Em làm gì vậy? Em đâu có làm gì đâu chị. Mày làm gì rình rình trong phòng tao, giờ tụi nó gấp rồi hả? Nói nhanh. Đâu có đâu. Lan Chi nè, bạn cho mình mượn cái nhà búp bê trong phòng bạn được không? Cái nhà búp bê em chổng hả? Mượn một lần thôi cũng được. Mày có hứa mượn đúng một lần không? Chỉ một lần thôi mà. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi. Mày là má tao hả? Biến đi nghe chưa. Mày mà còn rình rập nữa tao mất hết tóc của mày á. Ồ, sao tự nhiên em xô Tâm Anh? Không có búp bê giống của Lam Chi, cho nên chú mua tạm cái này. Dạ, không sao đâu chú, đẹp lắm á. Nhưng mà sao chú lại tặng cho con? Tại sao con giấu búp bê của Lam Chi? Chú ta nhìn thấy những sợi lông trên khăn choàng dính búp bê của Lam Chi, giống như sợi lông khăn choàng trong phòng của con. Hai sợi lông đều hoàn toàn giống nhau. Vậy là chú đã phát hiện ra tất cả, mình chính là người đã giấu búp bê của Lam Chi. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh dụng, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh dụng, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy cái búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh dụng. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Con rất ghét Lam Chi. Tất cả mọi thứ đều là của bạn ấy. Còn con không có gì hết. Đã vậy Lam Chi còn cấm con không được đụng vô bất cứ thứ gì. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ hai chị em con phải cứu gói ra khỏi nhà chú đúng không? Không đâu, con đừng có lo. Hai chị em của con vẫn sẽ được ở đây. Ai cũng có lúc gây ra lầm lỗi, nhưng mà tuyệt đối sau này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Dạ. Với lại sau này con cần gì cứ nói với chú, chứ không được làm như vậy nữa. Con đừng nghĩ là con không có gì hết. Thật ra cái mà con có Lam Chi không thể nào có được. Dạ. Là sao chú? Cái mà con có nhiều hơn Lam Chi rất là nhiều. Chuyện này coi như là bí mật của chú cháu mình.
con không được nói cho ai biết, kể cả chị của con nữa, được không? Dạ. Vậy thì méo tay đi. Mình và chú đã có một bí mật, một bí mật mà không ai biết được. Mà chú nói mình có nhiều thứ hơn cả Lam Chi là sao ta? Tới giờ mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình cảm thấy được nhẹ nhõm và rất vui.